Xin chào mọi người nhé. Hiện tại đang là buổi trưa. Buổi trưa rất là lạnh. Hôm nay là ngày 11 tháng 1 năm 2021 này. Thì hiện tại nhiệt độ ngoài trời đang chỉ có 13 độ C thôi. Và em đang ở ngoài trời đây, gió rất là lạnh này. Thì em sẽ có làm một video clip để chia sẻ với mọi người. Và một số khách hàng ấy thì là có thắc mắc là không biết là cái phòng thờ nhà mình là mình treo bộ đại tự hay là bộ cuốn thư thì sẽ hợp lý. Thì nhiều khách hàng còn lưỡng lự không biết là lựa chọn sản phẩm như thế nào. Thì hôm nay thì em sẽ làm một cái video clip để chia sẻ với mọi người, cũng như là giới thiệu một cái giải pháp để có thể kết hợp rất là hay về cái vấn đề là treo đại tự hay là treo cuốn thư. Ok mọi người nhé. Thì đây trước mắt mọi người đây, hiện tại thì em đang có một bộ sản phẩm kết hợp rất là tuyệt vời giữa hoành phi câu đối và cuốn thư. Đó, thì là một bộ đại tự long cuốn thư. Đó, có đục cuốn thư bên trong. Đó, thì rất là tuyệt vời quý vị ạ. Đấy, kết hợp giữa cái hai cái mẫu hoành phi và cuốn thư. Đó. Đây, em quay giới thiệu cho mọi người nhé. Thì đây là một bức hoành phi cũng có kích thước phổ thông với những cái sản phẩm khác, là có kích thước là dài là 1m97 và cao 67. Đó, thì tuy nhiên ấy, cái điểm đặc biệt của nó là được đục ở bên trong này, là đục một chiếc cuốn thư lòng kênh bong lên. Đó, rất là tuyệt vời. Nó tuyệt vời. Đấy, thì là khách hàng thì có thể treo đại tự lòng cuốn thư này, rất là tuyệt vời. Và cái bộ sản phẩm này thì nhà em là sử dụng là chất liệu gỗ gộ này, chất liệu gỗ gộ, và được đục chạm là cái phần trong này đục chạm thủ công bằng tay, bao gồm có hai bên là hai bên cánh là rồng hóa, cũng như ở giữa thì là cuốn thư Đức Liêu Quang. Cuốn thư Đức Liêu Quang thì như những cái cuốn thư phổ thông thông thường ấy, cũng là Đức Liêu Quang trên nền gấm, và bên dưới thì là có đầu phô. Đấy, đục rất là kênh bong, đục rất là kênh bong nhé. Nó rất là đẹp. Thì hiện nay thì cái mẫu đại tự lòng cuốn thư này thì đang rất là phổ biến các bạn. Đó, do là nó kết hợp được hai cái bộ sản phẩm này, hai trong một, là một sản phẩm hai trong một và rất là nhiều ý nghĩa. Thì em sẽ giới thiệu qua một chút về ý nghĩa của cái cuốn thư này nhé. Thì bức cuốn thư ấy thì là nó tượng trưng cho một bức bình phong ở treo ở trên phòng thờ, thì có ý nghĩa là che chắn những cái tà khí hoặc là những cái điều không tốt vào xâm nhập vào phòng thờ nhà mình. Còn hai bên cuốn thư thì là một bên là có một hình anh kiếm này, bên này là một hình cây bút này, thì tượng trưng cho cái đức tính của người quân tử ngày xưa là văn võ song toàn. Có nghĩa thanh kiếm là tượng trưng cho võ này, cây bút là tượng trưng cho văn này. Đó. Ngoài ra thì những cái hoa văn như là nền gấm chữ vạn này thì tượng trưng cho ý nghĩa của nền nông dân, thì có thể là thóc lúa hoặc là cuộc sống no đủ, vạn điều may mắn ấy, vạn sự may mắn đấy. Đó, bên này là chữ vạn này. Đó, kết hợp vào đó là giữa thì là có đầu hổ phù. Đầu hổ phù giữ tợn để trấn giữ cái không gian phòng thờ nhà mình, xua đuổi tà ma. Đó. Còn hai bên thì là có hình ảnh của những hoa mai hay là những chú rồng. Rồng hóa hoa mai. Đó. Hoa mai thì năm cánh hoa mai là tượng trưng cho ngũ phúc này, hoặc là năm điều may mắn này, tài lộc này. Đây là có cái đầu rồng hóa thành thân hoa mai. Rồi, nó thì cái ý nghĩa của những cái chú rồng này thì mọi người chắc là đã biết rồi. Kết hợp vào đó ở cái bức đại tự này, nó thêm một cái điểm hay nữa thì là chúng ta sẽ có được thêm cái hình ảnh là hình ảnh tứ quý nữa. Đó. Thì cái khung của đại tự thì sẽ đục tứ quý là tùng trúc cúc mai này, đó, bốn mùa xuân hạ thu đông này. Đó, lại thêm một cái hình ảnh rồi. Bức tứ quý nữa thì là rất là hay ở cái điểm đó. Kết hợp được rất nhiều thứ. Quý vị này. Đây, em quay góc máy tổng thể cho các bác xem được. Rất là đẹp các bác nhé, rất là đẹp. Bình thường là những bức đại tự trơn kia thì chỉ đục nền thôi, thì là nó sẽ không được kênh bong như này. Tuy nhiên là bức đại tự này sẽ đục lồng cuốn thư vào, nên là nó kênh bong lên, nên là cái sản phẩm nó có một cái độ cầu kỳ các bạn. Khi treo phòng thờ thì nó có một độ cầu kỳ lên, nhìn rất là đồ sộ, rất là đẹp. Còn hai bên thì nó vẫn là hai đôi câu đối, là một bên là Tổ Tông Công Đức Thiên Liên Thịnh, và một bên là Tử Hiếu Tôn Hiền Vạn Đại Vinh, là ý nghĩa là lời gian dạy của các cụ dành cho con cháu. Và thờ phụng ông bà tổ tiên thì sẽ là muôn đời thịnh, mà con cháu ngoan hiền thì sẽ muôn đời vinh. Đây, hai đôi câu đối này. Em giới thiệu một chút về hai đôi câu đối này như sau. Thì hai đôi câu đối này có cái quy cách kích thước là cao là 1m97 này, bề ngang là 27, và cái độ dày của câu đối này em làm là dày 4cm các bạn nhé. Và đục chạm thì là rất là sắc nét đây. Đây, các bác thấy đây. Và toàn bộ những cái phần chữ này bên em là thiếp vàng các bác nhé.
thiếp vàng thì là cái độ bền của sản phẩm nó rất là lâu. Còn những cái sản phẩm khác trên thị trường ấy thì là có thể quét nhũ này thì cái độ ánh của nó rất là ánh. Tuy nhiên thì các bác mà dùng theo thời gian ấy thì là có thể sẽ phai màu đi và nó sẽ không bền. Tuy nhiên là cái sản phẩm thiếp vàng này thì có thể là cái mặt nền này nó không được phẳng phiu như những cái sản phẩm quét nhũ. Tuy nhiên là mà dùng theo thời gian thì là sẽ rất là bền và không bao giờ phai được các bác nhé. Không bao giờ phai được. Và toàn bộ sản phẩm nhà em thì là bảo hành hết, bảo hành 10 năm cũng như là về co ngót cũng như là nứt vỡ thì nhà em sẽ đổi mới cho các bác luôn. Các bác hoàn toàn yên tâm về những cái sản phẩm phòng thờ như này. Đây, em quay lại một lần nữa hình ảnh tổng thể của bộ sản phẩm này. Rất là đẹp các bác. Và em đã hoàn thiện sơn hữu bóng mờ rồi. Thì cái sản phẩm này cũng là có một khách hàng là đặt rồi, khách hàng ở Vĩnh Phúc các bác. Còn các bác nào có nhu cầu với những cái bộ sản phẩm khác thì có thể liên hệ trực tiếp với nhà em. Ok mọi người nhé, cảm ơn mọi người đã bớt chút thời gian theo dõi về cái video clip giới thiệu về cái bộ sản phẩm 2 trong 1 này. Rất là đặc sắc nhé. Thì nếu mà các bác mà quan tâm thì có thể bấm đăng ký và theo dõi kênh của nhà em. Thì nhà em thường xuyên là chia sẻ và giới thiệu những cái mẫu đồ thờ và những mẫu nội thất trong nhà khác. Rất cảm ơn mọi người.